Dạ, yeah, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa qua vẫn rất nhiều các anh các chị ở tất cả các tỉnh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt hôm nay tiếp tục anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin hai cha con ở một tỉnh rất xa hôm nay về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin tìm vợ và cũng như một bé gái để tìm mẹ. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin phép trên nhà chào anh trai nhé. Anh có thể anh giới thiệu anh họ tên đầy đủ là gì? Tên Trần Văn Nhiệm. Trần Văn Nhiệm à? Trách nhiệm đúng không? Dạ, trách nhiệm. Mình nhiêu tuổi này anh Nhiệm? Nay em 43 tuổi anh. 43 tuổi ha. Mình nguyên quán ở đâu Nhiệm? Nguyên quán em ở Sóc Trăng. Sóc Trăng ha. Mình lấy vợ lâu chưa? Em lấy vợ hôm nay hai mấy năm rồi. Hai mấy năm ha. Mình được mấy người con rồi? Hai người gái. Hai người gái ha. Hai bé có chồng chưa? Chưa có ai có chồng á. Chắc xong đợt này đi. Hôm nay thì anh về đây cùng với con gái mình đúng không? Dạ. Để về đây tìm ai đấy? Đi tìm vợ. Tìm vợ hả? Rồi anh có thể anh giới thiệu là vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Họ tên vợ là Lê Thị Dình. Lê Thị gì? Lê Thị Dình. Và V chữ V đúng không? Ở quê. Vinh là quê. Lê Thị Dình. Vinh đúng không? Dạ. Vợ anh nhiêu tuổi rồi? Vợ 41 tuổi. Vợ bây giờ 42 tuổi. Trên nhau 1 tuổi ha. Hai vợ chồng anh quê ở đâu? Quê gốc ở đâu? Quê gốc em ở Sóc Trăng, còn quê vợ em ở Vĩnh Thịnh Kiên Giang. À, hai quê ha. À, hai vợ chồng mình có đăng ký kết hôn không anh? Có anh. Có ha. Vậy là hiện nay thì hai vợ chồng là hai người con. Dạ. Yeah. Anh cho em biết là hôm nay anh cùng với con gái của anh về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin tìm vợ. Dạ. Yeah. Yeah. Vợ anh bỏ đi hoặc mất tích lâu chưa? Dạ em đi bữa nay là 17 bữa. 17 ngày. 17 ngày mà cũng em đi kiếm hoài mà nó không gặp. Anh cho em biết là vợ anh tại sao bỏ đi? Lúc đi làm gì thì hai chồng hay cũng đôi co rồi nó qua nó lại. Ghê lộn ha. Dạ ghê lộn. Rồi trong khi vợ em thì nó nói chuyện nó hơi cũng lớn tiếng, nó không nhịn em, rồi khi em có nóng rồi vàng không được hay có cuốn bạc tay thì em dặn bỏ đi. Trước đây vợ anh đã từng bỏ nhà đi hoặc đã có ý định bỏ nhà đi bao giờ chưa? Trước khi ngay cũng cãi rồi ngay cũng cuốn bạc tay thôi chứ không cuốn nhiều, mỗi lần ngay cũng cuốn vợ là cái bạc tay để chỉ như là thấy để cho vợ nín thôi chứ không có để là mà cố ý mình cuốn vợ để đá đấm hay là cuốn bồi là 4-5 cái chỉ cuốn cái để cho vợ vậy thôi, mà có khi giận thì về bên với nhà với quê với ông bà vợ với thì dạo bữa thì về lên đây mà có lần này thì không mà đi là lần đi luôn anh nhớ lại xem mà anh muốn vợ bằng bạc tay bao nhiêu lần nhớ không, chục lần không, chắc cái đó trở lại chứ không lên cỡ đó trở lại 7-8 lần ha. Mà mỗi lần quýnh ngay thì em cũng cái tán vào tay thôi chứ không thì tán hai cái là một lượt chỉ là nóng quá. Cái có mạnh không? Đau không? Trong khi ngay cũng thấy là chắc là đau cũng đau. À. Đến giờ này hối hận chưa? Hối hận. Hối hận à? Tại vì mỗi một lần là mình không kiềm chế. Tại vì mình nóng quá kiềm chế không nổi rồi cho nên là mình đã quýnh như vậy mình sai. Kiềm chế không được cuối cùng bây giờ phút này là vợ bỏ đi. À, mình hiện nay thì mất công mất việc đúng không? Dạ. Yeah. Phải đi tìm kiếm đúng không? Dạ. Yeah. Mà hiện nay không phải tìm kiếm không, còn phải nhờ trợ giúp của rất nhiều người tìm. Yeah. Kinh tế gia đình mình có ổn không anh? Thì cũng sống cũng ổn anh. Ổn. Anh và vợ trước thời điểm vợ bỏ đi à, hai vợ chồng làm công việc gì? Em bán đồ ở chợ đồ mối. Bán hàng ha. Dạ. Thu nhập tốt không anh? Thu nhập ngay cũng được thôi chứ còn không có ngon gì mấy. Nhưng mà đủ sống ha. Dạ. À, đến giờ phút này chắc là phải đi tìm vợ từ 17 ngày qua, 17 ngày qua chắc công việc bỏ ha. Dạ, và từ lúc nhà dọn đi giờ là cũng bỏ công việc rồi anh chỉ đi tìm vợ. Mình thấy như vậy là sai lầm chưa? Sai lầm lớn chưa? Sai lầm. Tại vì quá lớn hả? Nóng quá kìa không nổi chứ. Quýnh rồi khi rồi mình nằm mình suy nghĩ là mình sai tại vì mình không có làm gì nữa. Đây là vợ còn bỏ đi, có nghĩa rằng chưa đến mức độ nào nhất, chưa đến mức độ. Còn nếu không may mình cũng chỉ chủ trương là quấn vợ một cái bạt tay thôi, nhưng đôi khi vợ lăn đùng té ngửa đấy nha. Mà giờ này là vợ nhắm mắt xuôi tay rồi thì chính anh là bản thân anh là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất
mà dai dứt nhất có thể cả cuộc đời. Đúng. Và các con của anh có thể là mất mẹ và có thể tương lai sẽ mất cha, đúng không? Bơ vơ không? Yeah. Thế tội không? Vì vậy em nóng nảy, cả giận, người ta thường có câu cả giận thì mất khôn. Mình nóng giận quá thì con người ta mất cái ý chí, mất tinh thần, không điều khiển được. Anh thấy đúng không? Đúng rồi. Anh có nhậu nhẹt không? Nhậu lên mấy năm trước thì cũng nhậu, nhưng mà nhậu thì cũng ít thôi. Mà đến nay nó không có nhậu. Sao mình không nhậu? Tại sao uống mạnh nhìn cho nó ngon? Tại vì sống mà bị đau, mà cho nên không dám nhậu. Nhậu cuộc sống đau, uống mạnh thì nó mới giảm sự sống chứ. Không dù nó bị đau thì ít có nhậu. Người ta nhậu, người ta bị đau ít, người ta uống thì hết đau thôi. Khi người ta gì còn em uống là nó đau, em uống. Em đau nhưng mà em uống là hết đau rồi. Cứ uống miếng hết đau. Người ta phải uống ngâm nhiều gốc cây vào, trái xoan thế nào uống, không bỏ nào bỏ kia à. Thì uống vô thì nó thấy nó đau rồi thôi à. Ít hạn chế lại à. Kiềm chế được, tại sao lại không kiềm chế được uống vào? Thì nóng thì ngay cũng cố gắng lắm. Mà khi lúc mà vợ có nhịn á thì không nín á thì còn dặn được, còn khi mình nín rồi mà vợ không nín á thì vợ vẫn la làng như kiểu gà mái, hay mà mấy con gà mà nó để trứng đúng không, rồi la cái khi mình tát tát cái mình nóng quá cái mình đúng không lỡ cái kiểu vậy ha, kiểu gì á, coi là mình nín thở rồi mình ngưng rồi nhưng vợ vẫn là vẫn cục tát kiểu đau quá đấy, vừa đau vừa rát đấy đúng không, cho nên là thấy thằng bé không nổi cứ nói cứ la hoài, cho nên đến tán cái cho nín rồi. Rồi bây giờ này đồng ý là anh về đây và cùng với con gái mình về đây tìm vợ, thì các anh em này sẵn sàng giúp đỡ, giúp những con người mà không ai lầm lỡ, cũng giống như anh vậy thôi, không ai mong muốn là vợ anh hoặc các con này không có cha không có mẹ, đúng không? Đúng. Thế nhưng mà điều bất khả kháng thì cái điều đó này cũng khó thể tránh khỏi. Nhưng bây giờ thì trong vòng 17 ngày qua rồi, vợ anh hiện nay đã bỏ đi thật vì một lý do là anh và vợ gây lộn, mà anh cũng đã từng tác động vợ, đúng không? Đúng. Dù rằng đau hay không đau, nhưng người phụ nữ người ta có thể là nhớ rất dài nha. Người ta có thể là nhớ rất dài, mà có thể là nếu không kiềm chế là mà có thể là người ta sẽ hận mình nha. Đẹp. Vợ anh đi là đem, có đem theo tiền bạc đi không? Thì em đi đeo chắc đem theo chắc khoảng độ 3 triệu trở lại, với cộng dây em mua cho vợ em là khoảng cũng gần 30 với chiếc nhẫn. Trong tài khoản vợ có tiền không? Anh không à. Tiền bạc gia đình mình nhà ai giữ, anh giữ hay vợ? Vợ em giữ. Vợ giữ như làm như là đưa vợ giữ hết nhiêu. Vợ giữ thì phải có tiền chứ. Dạ. Vợ giữ chắc vợ phải còn tiền chứ, đúng không? Chắc không còn đâu, tại vì trước khi đi bán gì rồi thì em về trước à. Vợ em thì về sau, thì nói chung là tiền là bỏ đưa, tiền là bỏ vô cặp và tiền rồi đi đưa thì như để nó là người tắm rửa rồi về để đếm tiền thôi. Nhưng mà trong khi á vợ em đi á và trong cặp tiền nó còn khoảng cả trăm triệu mà trước khi đi á thì chỉ lấy anh thấy là sắp 50 thì chỉ lấy những mấy tờ thôi là còn như để lại cho em, với lấy thì còn gì, có là chỉ lấy tiền xe đi thôi. Mình hiểu như vậy đi ha, gọi là không đem tài sản, gọi là có đem nhưng mà không đem tài sản nhưng mà gom chỗ khác đi. Nói chung vậy em mới dẫn nó đi thôi. Nếu mà nếu nó mà có cái ý đồ gì thì nó lấy cục lộn đi, gặp tiện đi. Nếu ý đồ là chắc cuốn anh hết rồi, lấy sạch, đúng không? Có là đây vẫn cho anh cơ hội để anh nuôi con. Như vậy mới là khó này, nè, thế mới là khó. Thế có thể là người phụ nữ này không thương chồng nhưng vẫn thương con. Yeah. Anh hiểu ý chưa? Vì vậy quyết định là đi ra đây chỉ đem theo trên người, ví dụ vàng bạc trang sức, còn không đem theo tiền bạc của gia đình đi nữa. Vì muốn, theo em nghĩ vậy, vì muốn để số tiền đó để anh nuôi con. Anh có nghĩ được đó không? Mình đã nghĩ chưa? Đúng rồi. Đó. Đến giờ phút này thì phải nói là sai lầm rồi. Đúng chưa? Bây giờ thế này, dù đúng hay dù sai, nhưng chuyện mà không may nó đã xảy ra rồi. Đúng không? Yeah. Bây giờ mình có nói không rút lại. Anh hãy xin lỗi vợ anh ngay trực tiếp trên video này, hy vọng vợ anh xem được, hoặc người thân hoặc ai đó đang chơi với vợ anh, chung với vợ anh xem được, hoặc người đó xem được sẽ cho anh vợ anh xem, và vợ anh suy nghĩ lại, vợ anh sẽ quay trở về và mình phải hứa phải sửa đổi. Đây là cơ hội cuối cùng cho anh,
rồi mày lên tiếng nói chuyện với vợ. Khi lên đây thì em cũng nhờ cộng đồng mạng để giúp đi anh đi tìm vợ. Thì cái trong thời gian đó anh cũng nóng, anh không có kiềm chế được bản thân, anh quýnh em tàn thì em dẫn em bỏ đi. Trong suốt 17 ngày nay thì anh tìm em hoài, tìm em gặp anh nó cũng việc làm anh biết anh sai rồi, thì mong em quay về đây với cha con anh để anh sau này lo lắng cho em, anh không có quýnh em nữa. Thì nóng giận không nổi trên mới tái một tay thôi, chứ còn thương vợ lắm chứ không có ghét bỏ hay gì hết. Thì em về với cha con anh để mình kiếm tiền mình cho làm ăn với người ta, cứ mà em cứ đi thì giờ gia đình giờ cũng xào xáo, làm cũng không có được cái gì cả. Mong em mà cũng thông cảm, cho anh nóng quá anh không có dặn được em, thông cảm cho anh, em cũng tha lỗi cho anh đi. Em vậy anh, em hứa với em chuyện này là anh không có quấn đập anh nữa. Nếu lần này vợ anh quay trở về, anh dám chắc anh không bày muốn vợ đâu, dám chắc chắc mình nóng quá mình bỏ đi chỗ khác. Đúng, em cũng lần này là em cũng hối hận lắm rồi. Nếu mà giờ em quay về thì em không dám hứa cam kết là không dám quýnh nữa. Bởi vì này mất công ha, mất công mất việc, các con thì cũng phải lo lắng nhiều, thương mẹ nhớ mẹ. Có thể rất nhiều gia đình thế này, chỉ có giận nhau mà bỏ đi, chỉ nghĩ rằng bỏ đi một cách rất đơn giản, không phải bỏ đi hẳn. Nhưng ra ngoài đường, ra ngoài bên ngoài xã hội, không may gặp một đối tượng nào đó dụ dỗ lừa đảo, cuối cùng mất cả tiền, mất cả người. Câu chuyện đã xảy ra. Yeah. Rồi cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh. Hy vọng là vợ anh xem được video này. Vợ anh suy nghĩ lại nhé. Thì anh em Hiệp Sĩ Bình Dương sẽ giúp và tư vấn cho vợ anh để vợ anh có cơ hội và sớm quay trở về cùng với chồng với các con của mình anh nhé. Yeah. Rồi chào bé gái nhé. Bé cho chú hỏi con tên là gì? Em tên là Trần Thị Quế Trân. Trần Thị Quế Trân nha. Dạ. Trần Thị Quế Trân năm bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 15 tuổi. 15 tuổi con học không? Dạ không. Nghỉ học ha. Dạ. Con hiện nay ở nhà làm công việc gì? Dạ. Có phụ ba mẹ không? Dạ có. Phụ ha. Dạ. Phụ từ mấy giờ đến mấy giờ? Thì buổi tối thì bán nào hết đồ rồi về. Ờ. Bữa này giỏi ha, bán đồ phụ ba mẹ ha. Dạ. Mình có giấu bớt tiền đi không con? Dạ không. Giấu tiền đi, đi lấy tiền đi chơi. Dạ không có. Không có hả? Bán nhiều là đưa nhiều hết. Ví dụ bán được 10 đồng thì giấu đi 5 đồng. Để ba mẹ 5 đồng làm vốn thôi, rồi mình giấu đi. Không có. Cất hoài, đút loài heo á. Này mai lấy chồng là vốn riêng của mình rồi. Ém đi, đừng để cho ba mẹ biết. Ba mẹ biết ba mẹ đuổi anh luôn nè. Nha. Dạ. Được không? Không, con đâu có giấu đâu. Có giấu tiền đâu? Thiệt. Giấu đồng nào chưa? Chưa hả? Rồi, hiện nay thì cái công việc mà phụ ba mẹ như vậy có cực khổ lắm không? Dạ không. Thấy như vậy là khổ khổ. Dạ không. Ai có. Gọi điện này? Dạ không có khổ. Ai gọi điện này? Nghe đi. Nghe như mai, vợ hả? Nghe vợ ngon. Alo đi. Tắt luôn, có phải vợ không? Số lạ. Chúng quen mà thôi đến chút nữa. Rồi chân nó chuyển tiếp đi thôi. Vậy là công việc phụ như vậy là có nói chung là cũng mệt ha. Dạ. Nhưng mà vui không? Cũng vui. Mình cầm tiền được đếm tiền thích ha. Dạ. À. Biết đếm tiền lâu chưa? Dạ biết lâu rồi. Biết lâu rồi. Mấy năm rồi? 2-3 năm. 2-3 năm luôn. Ồ, 15 tuổi biết đếm tiền 2-3 năm luôn rồi. Dạ. Thế 1 tỷ cộng 10 tỷ mấy? Hả? 1 tỷ cộng 10 tỷ hả? 11 tỷ. Nhiều dữ rồi hả? Thế 500 triệu cộng 100 triệu mấy trăm triệu? 600 triệu. Ồ, thế này sắp lấy chồng rồi. Cộng tiền rồi, tốt này khả năng giấu nhiều rồi. Chắc giấu nhiều quen rồi. Không có. Thiệt không? Thiệt là có nói thiệt. Nhưng mà tối về có khai hết, có đưa cho ba mẹ hết móc túi ra không? Để kiểm tra móc túi mới được. Thì đi bán về như là đưa mẹ giữ hết trơn à. Mình không giấu trong người đồng nào luôn à? Không. Giấu đi làm vốn nha. Không có. Tối đi chơi với bạn đi uống trà sữa chẳng hạn. Thì đi chơi thì có xin mẹ thôi chứ không xin thôi chứ không giấu mà. Dạ. À thôi, nói chuyện chơi vậy ha. Dạ. Mình đừng giấu ha. Tiền của ba mẹ cũng như sau này tiền của mình. Dạ. Tiền của ba mẹ là tiền của con. Nghe rõ nha. Thấy không? Mà tiền của con là tiền của con. Dạ. Nha, nghe câu này ha.
sau này ba mẹ con có hàng ngàn tỷ cái mỡ tiền đó ba mẹ con không ăn được, đúng không? Ba mẹ già đâu ăn được ngày hai ba bữa cơm mà, thậm chí cháo không ăn được, nay mai cũng con hết nhá. Vì vậy phụ ba mẹ đi, đừng có giấu giếm chi ha. Con có giấu. Ừ, chú nói chuyện như vậy thôi ha. Dạ. Mình có bồ chưa? Thì chưa. Chưa bồ luôn. Thiệt không? Thiệt. Ồ, yêu sớm chi khổ nha. Vậy tốt nhất là phụ ba mẹ, yêu đương nhé. Dạ. Quen thế nào ấy, chẳng hạn bạn bè chơi tán dóc, nhắn tin qua lại lâu lâu rảnh nhắn tin qua lại thôi, yêu đương chi nha. Dạ. Tuổi nhỏ 20 rồi nha, yêu mười mấy yêu chi nhá, yêu nó lừa nó bán mất tiêu luôn ha. Cho chú hỏi này, ba với mẹ sống với nhau từ trước giờ có hay gây lộn không con? Dạ cũng có. Thường xuyên không? Dạ không. Không. Dạ. Có thấy ba mẹ chuyện trò với nhau tình cảm không? Có, cũng nói chuyện cũng giỡn nha. À, cũng giỡn, nào giỡn là yêu đó. Dạ. Giỡn là được rồi, sợ trước ngày chửi nhau nhưng giỡn nhau là yêu rồi đó. À. Vậy là con thấy ba, con thấy mẹ con ấy, ở nhà con nói chuyện với mẹ con nhiều không? Hai mẹ con tâm sự nhau nhiều không? Ừ. Thường không? Thường. Mẹ con nói gì? Mẹ buồn ba không? Dạ không. Không. Có mẹ nói chuyện mày kia thôi. Chuyện tân dốc đúng không? Dạ. Vui vui thế hả? Dạ. Chuyện buôn bán đúng không? Chứ không nói chuyện này nói xấu ba ha. Dạ. Mẹ con nói là mẹ có bồ không? Dạ không. Thiệt không? Thiệt. Vậy mẹ đi đến giờ phút này bao nhiêu ngày rồi? Mười mấy ngày. Nhớ mẹ không? Nhớ. Nhớ dữ không? Gì? Nhớ đi kiếm mẹ những đâu? Đi chạy vòng vòng kiếm vậy. Ồ, vòng kiếm chợ hả? Dạ. Mẹ giờ đi trốn mất tiêu rồi, sao kiếm vòng sao kiếm? Thương mẹ dữ không con? Thương dữ không? Dữ. Mẹ đi hôm bữa là con có nhà không? Dạ. Hôm bữa mẹ đi á, là con có nhà không? Có, con có nhà. Có, sao giữ mẹ lại? Mẹ đừng bỏ con. Con có giữ. Giữ không? Mẹ vẫn quyết định chạy mất à? Tại lúc đó mẹ tức quá, mẹ khóc quá. Ờ, mẹ đi. Mẹ giận quá. Dạ. Sao giữ mẹ lại? Mẹ đi đâu con đi với. Mình giả bộ vậy, mình dụ để mẹ đi đâu mình biết chỗ luôn. Giữ mẹ giữ được. Giữ không được. Trong gia đình ấy, ba mẹ với chị hai nha. Còn yêu ai nhất? Ai cũng... Không, nghiêm túc. Yêu ai hơn? Ai cũng nghĩ vậy á. Ai cũng như vậy hả? Dạ. Nhưng mà giữa ba mẹ, giữa hai người ba và mẹ, con có tình cảm của con dành cho ai nhiều nhất? Con thường xuyên trò chuyện với ai? Với mẹ. Mẹ đó, thường con gái vậy mà. Con gái thường trò chuyện với mẹ nhiều, tâm sự nhỏ to, đây là đa số rồi. Thôi dám đi, chú tìm mẹ cho nha. Dạ. Hôm nay thì 17 ngày qua rồi, mẹ đi hôm bữa là ban ngày hay ban tối? Dạ ban ngày. Mấy giờ? Tầm 4 giờ chiều. 4 giờ chiều, 16 giờ chiều ha. Bữa nay đi chợ về rồi hả? Dạ. Ờ, ăn cơm chưa? Dạ, ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi. Ờ, vậy là mẹ đi trên đường là cũng ăn cơm rồi, nó đâu có đói đâu. Dạ. Nhưng mà rất tiếc là mẹ giận quá mẹ đi ha. Dạ. Ba, hôm bữa là ba muốn mẹ, con sao con không can nha? Con có can. Can là ba vẫn muốn rồi. Thế là đánh rồi con có đi lại kéo ra. Kéo ba ra? Dạ. Bà có tán lại con không? Không. Thế lúc về sao mẹ con không chạy chỗ khác luôn hả? Mẹ cứ đứng vậy? Tại vì mẹ cứ cãi á. Ờ, mẹ cứ cãi thì mẹ chắc là mẹ sẽ nghiêng đầu cho ba tán đúng không? Dạ. Biết. Mẹ cãi mẹ tức mẹ cãi hoài. Đó, vậy là bây giờ chú nói thẳng cho con này. Sau này mẹ con về con khuyên mẹ nhiều hơn nha. Dạ. Thấy bà nóng như vậy á, thì mình đi chỗ khác. Đó là người phụ nữ như vậy. Xong rồi nhân lúc đó thì không khác, con nói chuyện với ba. Ba làm vậy không đúng, đúng không? Lần đâu đến lần đấy nhận bà, đâu được, phải không? Là giữa ba mẹ con hòa thuận, phải không? Dạ. Ừ. Chứ mình đứng mình nhìn thì thua. Không có, đi lại anh Trang. Ờ, ca. Ôm ba mẹ, ôm ba lại, nha. Dạ. Giữ lại, để cho mẹ đi chỗ khác, hết lóng thì tính, nha. Rồi, hôm nay con có về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương, các chú đây là con có hy vọng là đăng video lên sẽ tìm được mẹ cho con không? Có. Hy vọng nhiều không? Nhiều. Nhiều lắm. Dạ. Rồi, hy vọng nhiều, con hãy nói chuyện thẳng thắn thế này.
con mong mẹ về hay không, con có nhớ mẹ hay không thì con chia sẻ đây, thì mẹ con đang xem, chắc chắn là mẹ sẽ xem video này. Nói chuyện tình cảm với mẹ, trước đây mình nói chuyện sao, con có nhớ mẹ không, mẹ yêu con không chẳng hạn, ví dụ vậy. Có, con nhớ mẹ, mong mẹ quay về ở với cha cha mẹ, quay về với nhau, gia đình hạnh phúc hơn. Con có mong mẹ lấy chồng khác không? Dạ không. Con có mong bà lấy vợ khác không? Nếu mẹ không yêu ba nữa, mẹ lấy người khác, thì con sẽ ở với mẹ hay ở với ba? Nếu trường hợp xảy ra, con cũng chưa biết nữa. Nếu thực sự trường hợp sẽ xảy ra và có thể sẽ xảy ra, thì con sẽ tiếp tục ở với ba đi bán hàng, hay con đi tìm đường đi sống với mẹ, với gọi cha dượng. Nghe cha dượng chưa? Nhiều. Sợ không? Sợ lắm, sợ lắm không? Trên mạng ấy kinh lắm. Hải đồng ý là bây giờ mình phải nói thẳng này, không phải ai cũng như thế nha. Cha dượng có người tốt có người xấu, đúng không? Không phải hoàn toàn người ta là xấu hết, nhưng không may số mình xui, số mình nhỏ nha, số nhỏ gặp đúng ông cha dượng ông ấy, ông yêu dâu xanh thì thôi, má ơi là má, đúng không? Còn đi được con, má đi má ha, đúng không? Dạ. Rồi yêu mẹ sao, nói chuyện đi để cho mẹ xem. Thì con mong là mẹ quay về, mẹ muốn suy nghĩ lại, mới làm cha mà nóng tính á, mẹ đừng có cãi nữa. Mẹ bỏ đi ra chỗ khác đi nào, mà cha bớt giận đi, rồi mẹ nói chuyện với cha từ từ. Không ai là một người con mà mong muốn ba mẹ bỏ nhau hết. Dạ. Đúng không? Bỏ nhau tội lắm. Thà là mình không biết gì, đúng không? Dạ. Còn tuổi này biết rồi, biết rồi mà ba mẹ để xảy ra chuyện này thì không cam lòng ha. Dạ. Nhất là công việc bây giờ thì buôn bán thì cũng ổn rồi ha, đúng không? Thu nhập cũng tốt rồi. Dạ. Nói chung là mức sống cũng được rồi. Mình nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì nhiều người không bằng mình. Hiểu ý không? Đúng không? Vậy là thoải mái rồi. Còn công việc kiếm tiền là phải vất vả, phải khổ. Kiếm tiền không sướng nha. Muốn sướng là chỉ ngồi trong tủ kiếm thôi, ướp đá là sướng nhất nha. Đổ đá mà bật đông lạnh lên âm 50 độ C là sướng nhất, đúng không? Nhưng đã là kiếm tiền thì không mà sướng được. Có điều mỗi một cách, mỗi một người có một cái công việc khác nhau ha. Cuối video này con còn điều gì muốn chia sẻ cho mẹ không? Còn không? Mong gì đó, không mong ha? Mong mẹ quay về thôi. Mong mẹ quay về với ba ha. Dạ. Anh trai anh còn điều nào muốn chia sẻ cho vợ mình không? Có em có một điều chia sẻ với mấy ông nghe giúp chị em. Thì em vợ em đi sang đây là cũng hơn 2 tuần. Mà 1 tuần rồi á, tiền đầu á, thì còn nhắn tin điện thoại nói chuyện được, qua tuần sau là điện không được, điện bắt máy là không bắt máy, là nếu điện thì có bắt máy là cũng người khác bắt máy, mà trai á cứ là lấy điện thoại thôi chứ không có lên tiếng, cho nên mình không phân biệt được ai, không biết phân biệt được ai, mà như muốn nói chuyện hay gì đó thì bắt máy lên để đó để chờ mình nói rồi, chứ không một bản là không có alo cái chỗ này hết. Em sợ là giờ em sợ cái trường hợp nguy hiểm nào là nhờ mấy anh giúp đỡ mẹ. Anh em sẽ có hướng nha. Không loại trừ vợ anh đã từng hoặc đang quen người đàn ông khác. Không loại trừ nha. Và cũng không loại trừ có thể vợ anh đang gặp kẻ xấu lừa đảo dụ dỗ. Người ta đang cầm điện thoại. Hiểu không? Nha. Nếu nên mà, cái gì cũng có thể xảy ra. Nếu mà em sợ thì cái xấu thôi. Nếu mà vợ em đặt cái vụ tính hết giờ em làm biết tí từ ở hai mươi mấy năm nay là ví dụ lăng nhăng đàn ông là vợ em không có. Còn trường hợp mà vợ em mà có ý đồ để bỏ em á thì sao em nghĩ hổm là chắc lấy tiền đi rồi á, trong khi đó nếu mày về sống với một người đàn ông á, đặt ví dụ gì một người đàn ông đó là tại sao không cho cầm điện thoại nói chuyện với con hoặc là nói chuyện với ai đó thì biết rằng là một người đàn ông bà đó, đã đi dị rồi thì dĩ nhiên là phải còn gia đình người thân của người ta nữa, phải cho một qua lời nói chuyện, cái đó là một người gặp đàn ông, cái đó là một người tốt. Nhưng đôi khi có thể xảy ra
người vợ anh bị một người đàn ông dụ dỗ, nhưng người ta không phải con người tốt. Đó, em người ta chỉ lợi dụng vợ mình thôi. Em cũng là vì vậy nên trước mắt là người ta chưa muốn cho mình cho vợ mình nói chuyện với người thân. Sợ rằng khi nghe được những cái từ mà có thể xúc động là vợ anh sẽ quay trở về cùng với chồng với con của mình. Đó. Có thể xảy ra. Thì đó em cũng nghĩ là nếu trường hợp đặt ví dụ thì đó là người đó không có tốt. Mà thì đặt ví dụ thì trường hợp đó mà giờ em có ý đồ đó thì ngay cũng dù cho giờ em có đặt dụ cái gì đi cũng không đến nỗi, mà cái sợ là sợ sẽ nhập cái trường hợp xấu hay gì đó là sợ vợ em là nói chung là bị cái này cái nọ, sợ không cho vợ em vô bóng tối luôn, sợ không cho ra ngoài, sợ là lấy điện thoại vợ em luôn, cho nên là không liên lạc được. Nếu liên lạc được là chỉ một người đó là chỉ nghe để hiểu biết thôi, đang cho gì đằng này là muốn cái gì đằng kia đã sắp đặt. Rồi được rồi, anh em sẽ hứa nhé. Yeah. Rồi cuối video này em xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ của Bình Dương, em xin gửi lời chào và chúc sức khỏe hai cha con anh cùng với gia đình. Yeah. Chúc gia đình mình mạnh khỏe, hạnh phúc. Hy vọng trong dần tới sớm nhất, nhanh nhất có thể, anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ đăng video lên. Yeah. Sẽ sớm biết được thông tin chính thức vợ anh đi đâu. Và anh em sẽ có hướng dẫn giúp vợ anh, có thể là vợ anh suy nghĩ lại để vợ anh quay trở về. Dạ, đội hiệp sĩ em với thầy Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị các bạn. Ở trong thời gian vừa qua, về anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp rất nhiều các trường hợp hiện nay đã quay trở về đoàn tụ gia đình. Thì hôm nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin. Một anh trai ở một tỉnh rất xa hôm nay về đây báo tin cầu cứu nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tin tìm một người vợ của mình. Dạ, câu chuyện nhà kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi video này. Rồi xin phép chào anh trai nhé. Dạ, anh có thể giới thiệu anh họ tên là gì? Dạ, em tên là Lê Tấn Thông, sinh năm 1982. Dạ. Hiện cư trú ở ấp 5 xã Đội 25, Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Dạ. Nay nói chung là đi lên nhờ bên hiệp sĩ bên Bình Dương là anh Hải. Thì nói chung là cũng nhờ tìm là về vợ và cho hai đứa con với là bên má vợ, là giờ này nói chung là má vợ thì cũng đang bệnh, nhờ là để vợ về để cho má để bà vui, bà hết bệnh. Chứ giờ này mà cuộc sống mà nó đi vợ bỏ đi như vậy mà không biết thông tin gì hết, lỡ may là ở ngoài đường có chết thì cũng đâu có biết được ai mà ấy được. Thì nay thì cũng nhờ đến ban hiệp sĩ của Bình Dương giúp tôi tìm được vợ tôi về, tôi rất là chân thành cảm ơn. Dạ. Cho em hỏi vậy là cho em hỏi vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Phan Thị Yến. Vợ anh nguyên quán ở đâu? Nguyên quán ở Bình Định. Mình trước có yêu đương gì không? Có. Có cưới không anh? Có cưới làm hành. Mình có đăng ký kết hôn không? Có đăng ký kết hôn. Có. Hiện nay là anh chị được mấy người con rồi? Hai người con. Trai gái. Hai đứa con trai. Dạ. Con anh hiện nay có biết mẹ bỏ đi không? Nói chung là biết, vẫn biết. Nhưng mà không biết đi đâu. Dạ, không biết đi đâu thôi. Vợ anh bỏ đi đến giờ phút này bao nhiêu ngày rồi em? Là nói chung là cũng được 7-8 ngày gì rồi. 7-8 ngày. Anh có biết lý do tại sao vợ tự dưng bỏ đi không? Không biết. Ồ. Tại vì là bữa đó là chủ nhật ngày 17. Ngày 17 tây tháng 4 năm 2023. Thì tôi sáng ra tôi dậy tôi đi đưa đám ma. Thì đám ma về thì đến lúc đó cũng gần 9 giờ là về tới nhà, thì nghe nói là đến chiều lại là nghe nói là vợ đã bỏ đi rồi. Là lúc đó thì mình nghĩ chắc nó đi làm đó, tại vì sáng về từ lúc 8 giờ thì đưa đám ma về xong 8 giờ mà 8 giờ đưa về thì nói chung là không thấy nó ở nhà thì nghĩ là chắc nó đi làm. Tại vì nó nhận may ở trên chỗ gần đó đó. Thì nói chung là nó cũng xách chiếc xe đạp điện đi hàng ngày cũng vậy thôi. Thì cũng kêu là nó đi làm. Mà đến chiều luôn ăn cơm trưa cũng chẳng thấy. Mà đến chiều luôn cũng chẳng thấy. Đó, vậy thì đến chiều là cô em ấy em bên tôi nè là kêu là chị hai đã bỏ nhà đi rồi. Vậy thôi. Nó biết vậy thôi, rồi xong con cái cũng biết vậy thôi. Trong bản này, trước thời điểm mà vợ bỏ đi cách đây trên dưới một tuần là vợ chồng anh đang sống ở tại dưới Đồng Nai đúng không? Dạ. Hai vợ chồng mình làm công việc gì vậy anh? Thì em là bên làm hồ, nghề phụ hồ á. Phụ hay xây? Phụ.
vừa phụ vừa xây luôn cũng có. Rồi vợ thì làm công ty may của công ty Quang Sung ấy. Thì lúc đấy thì thu nhập ổn định không anh? Nói chung là thu nhập thì vợ em là cũng có được cỡ 10-12 triệu. Còn anh? Còn em thì giờ cũng 8 triệu rưỡi. Cũng chưa nhớ là 1 triệu ha. Dạ, nói chung sống không anh? Dạ thì đó là mình nói chung là hai người mà đi làm thì có thể là dư được một người. Đó, tại vì là giờ này em làm là lo cho gia đình. Nói chung là cuộc sống thì nó cũng vất vả, thì nó cũng mình cũng vất vả trong tình trong cuộc sống, thì đổi lấy lại mình có cái hạnh phúc hơn. Nhưng mà cái hạnh phúc, cái người mà không biết giữ hạnh phúc đó, thì nó sẽ đập đổ thôi. Mà giờ này cũng thua, tại vì giờ này chỉ cầu mong cho nó về, để cho vợ về, để má vợ bả khỏi phải lo nữa thôi. Chứ giờ này bả đang nằm chuẩn bị bả bệnh, bả nằm trên giường không ăn không uống gì, gọi điện cho vợ thì không bắt máy, cả chục đứa cháu luôn gọi điện từ Sài Gòn mà gọi điện cũng không bắt máy, cũng không biết là có lý do gì. Đó. Cho em hỏi trước đây, trước thời điểm vợ anh bỏ đi đến giờ phút này là cái thời điểm ngày xưa và những năm về trước đây, là anh và vợ anh cái cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc không? Có hạnh phúc đàng hoàng, nhưng mà chỉ có một năm về sau này thôi, là vừa ăn Tết xong là bên thì chả biết là cái có lý do gì nữa, em cũng chẳng biết là có cái lý do gì để mà vợ em phải bỏ ra đi. Vậy là vợ đi bao nhiêu ngày mà từ Tết? Thì Tết vừa rồi là vợ anh thay tính đổi nết rồi đúng không? Dạ, thì ăn Tết xong là thay tính đổi nết. Tết vừa rồi là vợ chồng anh đi đâu và làm gì? Đi về quê ngoại. Về quê ngoại, vợ anh đi một mình hay đi với ai? Đi với hai vợ chồng với hai đứa con hết. Nhưng mà những lúc mà gặp nhau giao lưu bên ngoài, bạn bè cũ xưa mới đây, thì vợ anh giao lưu là gặp người ta, là gặp riêng anh có biết không? Không biết. Nói chung là anh không biết tất cả mối quan hệ của vợ ha. Dạ. Vậy anh nên nghi ngờ là từ khi Tết vừa rồi là gia đình mình về quê thăm quê đúng không? Dạ. Là còn vợ gặp ai làm gì thì không biết. Dạ. Mà từ lúc đó đến giờ phút này là vợ anh thay tính đổi nết. Dạ. Vợ anh thay là thay làm sao anh? Thì nói chung là thì cái có khó chịu mà anh không? Không khó chịu, nói chung là cũng là vì hai đứa con thôi, nhưng mà mình nghĩ là cũng không biết gì mà lý do gì là cứ điện thoại cứ bấm suốt ngày. Ồ. Dạ. Bấm đêm bấm ngày luôn. Dạ. Cứ bấm mà đến nỗi mà đến 11-12 giờ với đi ngủ. Thì hỏi chứ giờ này mình chẳng biết lý do gì. Sao anh không hỏi? Mình giờ này mình hỏi thì mình vợ chồng mà nó kêu là đã nghe xem vào đời tư của nó làm cái gì đâu có được. Nếu như nói chuyện với ai thì đồng ý là mình không có cấm, nhưng mà có điều nó phải giờ rất nghỉ ngơi chứ anh. Thì đấy, thì bây giờ là tại vì sao tôi là đi làm, em thì đi làm về sớm, về là hay là ngủ sớm, ví dụ 8 giờ là ngủ, 5 giờ là phải thức dậy rồi để lo cho con cái nó nữa, chứ đâu phải cái thời gian đâu phải đi chợ đi búa về nấu nướng cho vợ ăn nữa chứ. Anh đi chợ luôn đó. Đi chợ nấu nướng phục vụ, vậy là quá tốt rồi, đồ hết luôn cho vợ luôn. Mà nhiều lúc vợ nó không hiểu, mình lúc đó là em không hiểu tại sao lý do gì mà để cho vợ nó phải bỏ đi, tự dưng là vợ đột ngột bỏ đi, đột ngột vậy. Cho em hỏi câu chuyện thế này, mình chia sẻ thật hơn mà thẳng thắn hơn ha. Trong thời gian qua từ Tết giờ phút này là hai vợ chồng anh ngủ riêng hay ngủ chung? Ngủ chung hả? Vẫn ngủ chung đàng hoàng. Mình có hàng đêm ấy, hoặc là mình có làm gì không? Dạ có chứ, vẫn có chứ. Bình thường. Vợ thấy có quan tâm mình như trước đây không? Nói chung là chuyện kệ, muốn làm gì nào? Em cũng chẳng để ý nữa, tại vì cũng chẳng hiểu, tại vì là em cứ ngủ là lúc 8 giờ là dậy vậy thôi. Không, nhưng mà em hiểu rồi. Nhưng mà ví dụ mình từ Tết giờ đấy, cuộc sống hôn nhân của anh hiện nay anh có làm điều đấy không? Có chứ. Vẫn bình thường ha? Vẫn bình thường. Vẫn giao lưu bình thường. Nhưng mà vợ không phản ứng gì? Dạ, không có kiểu như là cái cảm giác gì về một cái hạnh phúc cả. Còn là anh, theo anh nghĩ, anh hiểu, anh cảm nhận được là vợ, cái tình cảm vợ dành cho anh không giống như trước đây. Dạ. Đúng không? Dạ. Còn là như ra chuyện là ông muốn làm sao làm cái việc. Dạ. Không? Tôi không quan tâm, tôi ngủ. Dạ. Đúng không? Dạ. Ra chuyện là cứ nhắm mắt xuôi tay như vậy ấy. Đúng không? Ờ, vậy là có thể là vợ anh quen người đàn ông khác. Nha. Có thể như vậy. Vì vậy cho nên là vợ anh mới hứng hờ, chứ không có người phụ nữ nào mà mới từ Tết giờ mà thay tính đổi nết như vậy. Trước đây đã không thay tính rồi, nếu có tính của vợ anh từ trước giờ
từ cái cưới đến giờ phút này giống như vậy thì đó là khác. Nhưng vợ chồng anh sống với nhau, con anh 15, 16 tuổi rồi, đúng không? Cái cuộc sống hôn nhân rất bình thường, nhưng chỉ có riêng từ Tết giờ phút này là toàn thể gia đình anh về quê, là Bình Định, đúng không? Dạ. Thăm gia đình vợ, và nói chung là thăm gia đình, nội ngoại ha. Thì vợ anh đến giờ phút này gọi là thay đến tuổi Tết. Thì anh em Hiệp Sĩ Bình Dương đang nghi ngờ nên là vợ anh có mối quan hệ khác ngoài luồng. Chính vì lý do là những cái cuộc gọi hoặc tin nhắn từ rất sớm, có thể là suốt ngày, đúng không? Lúc rảnh, có thể là tới 12 giờ đêm, là những lúc đó là những trò chuyện của vợ anh dành cho người tình của mình. Đó là có thể xảy ra. Chính vì lý do như vậy là vợ anh bây giờ quyết định bỏ chồng bỏ con để đi theo người ta. Đó. Cũng có thể là đây là một cái mối tình đầu của vợ anh. Và ví dụ như vậy, ở quê trước đây, nhưng mà trước thời vì lý do nào đó hai bên không đến được với nhau. Nhưng đến giờ phút này hai bên đều có vợ có chồng. Nhưng vì một trong hai người hiện nay là vợ anh sống thì bình thường hạnh phúc, nhưng mà vợ anh về quê để gặp người đó ngày xưa, nhưng mà đến giờ phút này có thể người ta chia tay vợ, đúng không ạ? Em đang nói đây ví dụ thôi. Dạ. Vì vậy không, cái đó là mình nói ví dụ thì nó cũng ấy quá, đúng không ạ? Tại vì trong bây giờ là nói chung là đi làm công ty mà thì nói chung là nó cũng có bạn bè này bạn bè kia, rồi đứa thì nói chung là cho số với nhau thì mình chả biết là cái tại vì nếu mà như mà nói luận ra thì giờ này nếu mà ở cái người thân của mình là điện thoại mình phải lúc nào mình phải lưu trên số trên điện thoại, đúng không? Tại vì cái này số này là nó dùng cái kiểu như là mật mã đó, dù giờ này nó nó vô một cái trang web dù gì đó mà mình không biết thôi, tại vì mình mở không được cái trang web đó được ra ký hiệu của nó, đâm ra là mình cũng chẳng, tại vì cũng lúc nhiều lúc thì cũng muốn cầm cái điện thoại lắm. Nhưng mà nó nghĩ là vợ nghĩ là mình xem vào đời tư của nó đó. Vợ anh có thường xuyên hoặc thẳng thừng cấm hoặc không cho anh đụng điện thoại của vợ không? Nói chung không, để nhưng một chỗ cứ để một chỗ mà, nhưng mà không có để ngửa lên úp cái mặt xuống, vợ sợ tin nhắn đó. Cái sợ. Thứ hai nữa là mình nghĩ nếu mà thôi thì kệ nó, kệ vợ đi, vợ nó, tại vì giờ bỏ lên thì sợ là con cái nó ngó thấy cái nếu mình không có gì khuất tất thì mình đâu có sợ đó. Thì nói chung là em thì cũng chẳng có sợ gì, nhưng mà cái là giờ là lỡ rồi cái hạnh phúc á thì cuối cùng thì giờ này lỡ rồi, mà giờ này đã tìm vợ về cho hai đứa con thôi với má vợ thôi, chứ còn em thì cũng chẳng cần thiết gì nữa. Cái bởi nói chung là vậy. Trong vòng thời gian giờ là thời gian không dài, nhưng cũng đủ để anh hiểu được cái tình cảm của vợ anh dành cho anh thế nào. Vì vậy nên bây giờ cái câu chuyện mà vợ đi theo mấy người tình ấy, hoặc là vợ chán chồng để theo người đàn ông khác, câu chuyện nó xảy ra trên mạng xã hội vừa rồi rất nhiều, anh thấy không? Đúng. Rất nhiều các chị em phụ nữ là chỉ là giận chồng vì một cái cớ thôi, đúng không? Rồi là sợ là lừa đảo nữa. Nói chung là cái sự đó là mình chưa biết được, tại vì cái nhiều người đàn ông cũng lừa phụ nữ thôi, đúng rồi đó, lừa phụ nữ đi rồi lỡ may là đem qua Trung Quốc bán nội tạng nữa thì sao? Mình cái đó mình chưa biết được cái là lý do gì hết, đâm ra là mình cũng khổ. Mà cái người đi, người ta không có để lại tin nhắn mà cũng không gọi được điện thoại. Nói chung đến giờ phút này là anh và toàn bộ gia đình và các con hiện nay rất khổ tâm. Chưa biết là vợ có chính xác là đi theo nhân tình hay là vợ đang bị lừa. Đúng, cái đó là phải nhiều lúc cũng phải là, nhưng mà mình phải suy nghĩ lại. Nhưng mà nhiều theo, theo em, theo anh em đây phải có hướng, một cái hướng suy nghĩ khác. Bây giờ lừa một bà già U40 như này là cái điều khó có thể xảy ra. Đây là lừa, là chỉ lừa để lợi dụng thì khó. Nhưng đây là cũng có thể là một số các thanh niên trẻ dụ vợ anh nha, kiểu yêu, nhưng mà yêu trên mây trên gió mà. Nói những từ ngon ngọt mà để cho vợ anh quyết tâm bỏ chồng bỏ con để đi theo người ta. Cái điều đó có thể sẽ xảy ra, đúng không ạ? Bởi vì hiện nay thì rất nhiều các thanh niên rồi đã lừa đảo các chị em phụ nữ không yêu đương gì hết đó. Lừa không ạ? Chứ người ta hoàn toàn phải không yêu, đúng không ạ? Dụ dỗ để đi mà để đạp phá cái hạnh phúc của người ta, đúng rồi. Mà cái hạnh phúc của người ta thì giờ này nếu mà nói chung là gái gú ở ngoài đừng có mà đầy, đẹp còn hơn là bao nhiêu. Nhưng mà mình phải tự nhủ cho mình là tại sao mà người ta lại đi đạp đổ cái hạnh phúc của người ta trên người khác, cái đó là không nên, đúng rồi. Đó, mình nói thật là vậy.
Tại vì người đàn ông mà nói chung là gái cũ ngoài đầy thì mình tự mình đi tìm mình giải quyết 300.000 bạc đấy là một cái xong khỏi phải mình ăn bánh trả tiền khỏi phải suy nghĩ gì hết. Nhưng mà có cái là bây giờ là vợ mình mà nói chung là nó cũng là một cái mối đe dọa đó. Tại vì là người nào mà ấy thì ví dụ giờ cái hạnh phúc của vợ nó đang nắm giữ đi thì nó không chịu nắm giữ mà nó lại đi đạp đổ ra cơ, mất thì khó tìm à, mất lại là khó tìm nữa. Nhưng mà bây giờ là cái người mà bây giờ ở trong miền Nam này đúng không, mà một người một ở ngoài Bình Định mà giờ này ở ngoài đó chả biết gì trong này hết đó, rồi là cứ nói là chồng đánh đập vợ rồi để vợ bỏ nhà ra đi đúng không, cái đó nhiều cái khía cạnh lắm. Còn hiện nay thì anh nghe là rất nhiều thông tin đúng không, dạ. Là thông tin là báo tin hoặc là có thể là phàn nàn về lý do là anh đánh đập vợ để cho vợ giờ lại bỏ đi đúng không, dạ. Mình từ trước là đánh vợ bao nhiêu lần đấy, từ hồi mà mới cưới về chỉ là nói chung là cuộc sống thì mới đứa đầu thì còn đánh một hai cái thôi. Đánh bằng cái gì anh? Đánh tát tát tay thôi. Tát phát là lệch mặt không anh? Không, nói chung là mình thương thì mình cũng thương nhưng mà mình tát vừa thôi cái tình cảm của mình dồn hết vào cái tình cảm mình, tại vì mình tức một cái việc gì đó là mình dồn vào cái tình cảm, nhưng mà vợ mình thì mình phải cảm thấy thương chứ, mình thương vợ chứ. Mình nhưng mà mình tát vợ là tát có dùng cứ không hay là mình cứ tát mạnh thôi? Không, nhưng nói chung là mình tát một cái nhẹ vậy đó. Vậy thôi. Tát kiểu tát tình cảm, tát yêu đấy. Dạ. Mà để cho vợ nó nhận biết được là cái tình cảm của cái trong hôn nhân thôi. Còn mấy lần về đây thì anh có đánh vợ bao giờ không? Không. Mình có chửi vợ không? Không. Mình có khó tính khó chịu với vợ không anh? Không. Mình có hay nhậu không anh? Nhậu thì vẫn nhậu. Tại nhậu dữ không? Cứ đi làm về mệt mà. Rồi tối lại thì cũng làm ly. Ly là ly lớn hay ly nhỏ? Ly nói chung là ly cũng bằng ly đó đó. Ly nửa lít đấy hả? Ly đó đó. Rồi là làm ly đó là đi ngủ. Tiểu được anh được, ngày anh uống mới ly. Nói chung là sáng đi làm đến chiều mới về mà. Chiều về thì chưa có làm. Không. Chưa không làm cái nào. Chỉ đi làm lo tiền mà để nuôi vợ nuôi con chứ. Vậy là mình uống theo cứ ha. Dạ, cứ tối về thôi, mình tối về theo là... như em được biết và em nghe là cái câu chia sẻ của anh từ nãy giờ đúng không ạ, thì có nhiều cái anh cũng rất giận đúng không ạ, nhiều cái em thấy anh chia sẻ là có rất giận nhưng nhiều cái rất thật, trong đó còn anh đang chia sẻ còn ẩn chứa rất nhiều thông tin có thể là anh khó không có chia sẻ được. Không, cái này tôi đâu có giấu giếm một cái thứ gì không, không bao giờ, tại vì cuộc sống mình nói thật thì con người mới có cái tật. Anh thực sự anh rất thương vợ và quan tâm vợ vì lý do như vậy, cho nên là anh biết rằng vợ vẫn nhắn tin qua lại với người khác hoặc với ai đó, yeah. Nhưng anh không ngăn cản, yeah. Hoặc anh biết là vợ anh vẫn úp điện thoại xuống, còn là úp mặt màn hình xuống đúng không, yeah. Là đó là đang có lý do, yeah. Vì vậy cho nên anh có thể là anh thương vợ quá, chính vì lý do anh thương quá cho nên là bây giờ mà để vợ. Nói chung bây giờ mà mình cũng có tuổi rồi, cái thứ hai nữa thì giờ mình muốn giữ em ấm trong cuộc sống của hạnh phúc của gia đình mình nhịn đó, mình nhịn thôi, tại vì giờ chứ giờ này mà mình cự cãi ra thì con nó cũng lớn rồi, giờ cự cãi ra thì con nó kêu ba mẹ lớn rồi, giờ cự cãi làm cái gì nữa. Một điều đó là chín điều lành nha đó. Rồi cái thứ hai nữa, bây giờ vợ mà bỏ đi như vậy thì nghĩ sao, mai này con cái thà nó bỏ từ nhỏ mới lọt lòng ra nó bỏ thì nó chưa biết mặt mẹ nó thì còn được, bây giờ mà nó bỏ, con cái đã nhận biết được cái mẹ nó rồi, tình thương mến thương của mẹ nó rồi mà giờ này thì cũng như là xong rồi đó, bỏ đi. Vợ anh là quê gốc Bình Định ha? Dạ, quê gốc Bình Định. Hai vợ chồng mình trước gặp nhau ở đâu vậy anh? Ở Lâm Đồng. Đi lập nghiệp Lâm Đồng, hai bên gặp nhau và yêu nhau, dạ. Và bắt đầu đến với nhau từ ngày đó, xong quay về Đồng Nai sinh sống ha? Dạ. Thì xoay về Đồng Nai thì vợ anh bỏ đi hôm đó là sáng hay chiều? Buổi lúc cỡ tầm cũng nửa buổi á, cũng 8:30 9 giờ lắm đấy. Xế ha. Dạ. Giờ đó là vợ anh đi thì có đem theo gì đi không anh? Thì đem theo mấy bộ đồ quần áo á. Rồi có đi xe không? Với đi chiếc xe đạp điện thôi. Ô đạp điện à? Dạ. Vợ anh biết đi xe Honda không? Không. Không biết đi xe Honda. Không biết đi. Vợ anh thường xuyên có ra khỏi nhà không anh? Nói chung là thì nó đi làm ngày chủ nhật thì nó hồi xưa là lúc nó làm công ty
thì cách đây cũng là cũng một gần một tháng rồi là nó nghỉ công ty ấy. Mới nghỉ công ty hả? Dạ, nó mới nghỉ công ty. Sao mà anh lại nghỉ vậy? Tại vì là công ty nó cho nghỉ để nó lấy cái tiền bồi thường ấy, nó bồi thường được 100 triệu. Thì giờ này vậy thì... lấy tiền chưa? Nói chung là chắc cũng tháng 5 này nó mới lấy nè. Cuối tháng 5 này lấy. Nhưng mà thì đó thì nó trong thẻ của nó hết chứ. Anh không biết hả? Không biết. Nói chung tất cả tiền bạc kinh tế là anh không biết. Không biết gì trước hết. Giờ không biết. Dạ, không biết. Vợ bây giờ có đem theo bao nhiêu trong người anh ta không biết. Cũng không biết luôn. Dạ. Tại vì đó là anh không biết là vợ mình chơi bời hoặc thiếu nợ thiếu lầm gì ai không anh? Không, này nó không chơi không bời gì hết. Đó. Cứ... chỉ có nhắn tin thôi ha. Dạ. Cứ ngồi ở đó là bây giờ này. Cái câu chuyện của anh chia sẻ cũng gần 20 phút rồi. Em nghe được rất nhiều thông tin của anh mà em cũng cảm nhận được vợ anh hiện nay thì có thể là không còn thương anh nữa. Nói chung bây giờ nếu mà không thương em nữa thì phải quay về chấp nhận quay về để lo cho hai đứa con, để em khỏi phải là tại vì thiếu tình thương của mẹ. Hai đứa nó giờ này nó lớn rồi, chuẩn bị nếu mà qua năm 2 năm nữa thôi. Thì nếu mà 2 năm nữa mà lo thằng đầu thì là nó chuẩn bị có vợ nữa. Thì có vợ nữa thì hỏi chứ tại sao mà mẹ lại đi như vậy. Đó, bỏ đi như vậy thì làm sao mà xứng đáng với cái tình cảm của mẹ con nó được. Đấy. Nếu bây giờ hôm nay ngay lập tức anh em Hiệp sĩ Bình Dương đăng thông tin anh tìm vợ. Dạ. Vợ anh quay trở về mà điện thoại hoặc cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương. Vợ anh chia sẻ là bây giờ là anh thông tin không đúng. Và hiện nay thì tôi không còn tình cảm với chồng tôi nữa. Tôi đang yêu người khác rồi. Anh có hối hận không? Dạ. Nói chung là cái bây giờ cũng chẳng có gì để mà hối hận nữa. Tại vì là cái cuộc sống bây giờ thì muôn màu muôn vẻ. Tại vì nó lừa vợ nó lừa em đi thì mai này người ta sẽ lừa nó, vậy thôi, chả có cái gì mà để mà quy luật của tạo tự nhiên đó, mình không phải quan tâm. Nhưng mà cái là quan tâm để cho hạnh phúc của gia đình và hai đứa con đó, chứ còn em thì chẳng có nghĩa rằng gì. Nếu như bây giờ ngay hôm nay anh em Hiệp sĩ Bình Dương mà ghi nhận hoặc tiếp nhận được thông tin vợ anh liên hệ lại cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương là vợ anh có người yêu khác, có một người tình khác mà vợ anh không muốn quay trở về, xin anh không tìm nữa, thì anh chấp nhận ha? Chấp nhận, em vẫn chấp nhận. Tại vì em chỉ lên đây là yêu cầu là tại sao để cho má vợ điện về. Tại vì điện về cho má vợ một tiếng để má vợ để yên tâm. Anh hiện nay và cùng với gia đình chỉ mong muốn nhất một cuộc điện thoại hoặc quay trở về nói chuyện một lần cuối cùng. Dạ. Đúng không ạ? Đúng. Em rất kết những con người bản lĩnh giống anh. Nếu như vợ anh bây giờ đang theo người tình, anh biết rõ rồi anh không tìm được. Tìm không? Nói chung là mình không phải tìm, nhưng mà bây giờ là tìm cái lần này lên đây nhờ để làm nhờ Hiệp sĩ Bình Dương giúp cho tôi một lần thôi. Nếu mà không tìm được vợ tôi không về được thì tôi cũng phải chấp nhận được, phải làm nuôi con. Đó. Vậy thôi. Còn cái chuyện mà nó muốn đi thì nó đi, nó mai này nó bị lừa lại thì nó đạp đổ, thì cái hạnh phúc của nó nằm ở đâu? Nó hối lỗi rồi nó cũng chẳng kịp. Em xin chia sẻ với anh một khúc gọi là 30 giây về một cái câu chuyện của một anh chàng người ở miền Tây đã lấy một chị Hồng ở người Bình Định, cưới xin đàng hoàng, đăng ký kết hôn đàng hoàng, có 3 mặt con, một người con 12 tuổi và một người con nhỏ nhất là trên 1 tuổi. Đến giờ phút này, trước đây hai người lấy nhau là hai bàn tay trắng, đến giờ phút này trong tay cầm trên dưới 10 tỷ tài sản, tổng tài sản. Giờ phút này người vợ bày mưu người chồng, lừa người chồng bán toàn bộ tài sản và kể cả xe hơi đi để mua một miếng đất khác trung tâm thành phố đẹp hơn để làm ăn cho vợ chồng hoành tráng. Cuối cùng chồng nghe lời và chồng giao cho vợ để cho vợ bán toàn bộ, và người vợ lừa chồng cho chồng 15 triệu để về quê thăm gia đình. Trong khi về thăm gia đình thì vợ ở đây ôm 3 đứa con và ôm đi gần 10 tỷ đồng. Đến giờ phút này là cao chạy xa bay, người chồng quay trở về đúng còn một cái lịch thôi. Đó, đây là câu chuyện có thật nha. Câu chuyện này có thật, khẳng định là có thật. Tại vì là cái gì trong cái gì cũng vậy thôi, nó cũng có thật và cái ấy hết, chứ không có cái gì hết. Tại vì mình cứ nghĩ là cái cuộc sống mà, tại vì lừa người ta thì mai này người ta sẽ lừa lại thôi, chẳng có cái gì hết á. Tại vì núi này cao thì có núi khác cao hơn, chứ đừng có mình đừng có nghĩ là mình
ở là thí dụ giờ này lừa được 10 tỷ đó, nhưng mà đúng, mai nay người ta lại lừa lại trên 10 tỷ làm sao, đúng không? Cái cuộc sống mà mình đừng có cũng phải bon chen thôi, nhưng mà bon chen theo cái kiểu nào để cho nó giữ được cái hạnh phúc của mình thôi. Dạ. Chứ còn cái hạnh phúc mà hôm nói nay ra thì thôi. anh về được đăng thông tin mà tìm vợ này đúng sự thật, đúng sự thật, nếu sai, nếu sai tôi có chịu trách nhiệm. Dạ. Đăng video này anh em mà hứa giúp anh bảo sẽ đi tìm vợ cho anh, nhưng mà vì một lý do nào đó mà anh kêu gỡ là anh em gỡ là phức tạp, không khó, không dạ, gỡ không này. Dạ. Các anh cứ để trên mạng cũng review hay là cái gì cũng được. Rồi. Tôi không quan tâm, tại vì là quan tâm là cái giờ này các anh yêu cầu các anh là giúp cho em thôi. Dạ. Để tìm vợ về cho má. Một người đang vô cùng bản lĩnh, thực sự là em cũng rất trân trọng những người như vậy, và hy vọng là anh em hiệp sĩ Bình Dương hôm nay hoặc ngày mai trong vòng thời gian tới sớm nhất có thể, anh em hãy đăng tải video này nhanh nhất có thể để giúp có thể là biết được thông tin chính xác vợ anh đang ở đâu anh nhé. Dạ. Rồi cuối video này em xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ của Bình Dương, em xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến anh cũng như toàn thể gia đình anh. Hy vọng là anh và các con anh và cùng toàn thể gia đình vui vẻ, mạnh khỏe. Trong thời gian tới sớm nhất sẽ có thông tin chính thức vợ anh, còn vợ anh có về hay không, mà có quay trở lại với anh hay không là điều đó là anh em chưa dám chắc anh nhé. Yeah. Nhưng mà mong muốn nhất dù một lý do nào đó vợ hãy quay trở về. Yeah. Để nói chuyện với nhau một lần anh nhé. Dạ rồi, con xin phép chào cô nha. Dạ vâng, cô cho con cũng như cho tất cả quý cô chú anh chị được biết cô tên là gì và đến từ đâu. Dạ, là cô tên là Nguyễn Thị Thắng, đến dạ. từ thành phố Thủ Đức. Dạ, là cô đến từ Thủ Đức ha. Dạ rồi, thì hôm nay cô từ Thủ Đức về Bình Dương nhờ anh em hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì cô? Cũng đến đây là nhờ anh em Nguyễn Văn Hải giúp giùm mà kiếm giùm con gái. Dạ. Tên là Huỳnh Thị Thu Sương. Dạ. Sinh ngày 24 tháng 10 năm 2006. Dạ. Bé đi từ ngày 21 tháng 4 đến nay bé chưa về mà liên lạc điện thoại cũng không được. Dạ. Cho nên gia đình cũng lo, cho nên là nhờ chú đăng lên đây nhờ chú kiếm tìm giùm. Dạ. Là bé nhà mình đi từ ngày 21 tháng 4 ạ. Đúng rồi. Hôm nay đã là ngày 26, tức là được 5 ngày rồi ha cô ha. Khi đi thì con gái nhà mình có đem theo quần áo gì không, phương tiện gì không cô? Không, bé chỉ mặc bộ đồ bộ và đem theo chiếc điện thoại. Con gái nhà mình còn đi học không ạ? Bé nó nghỉ học rồi, nhưng mà tại vì do 5 tuổi bé nó bị lao màng não á. Oh, bị bệnh gì ạ? Bị bệnh lao màng não. Lao màng não. Rồi điều trị cũng đã khỏi rồi, nhưng đầu óc của bé thì cũng như người bình thường, nhưng mà có cái đôi tay của bé hơi bị yếu. Đôi tay, tay ha. Đôi tay á. Dạ. Hơi bị yếu. Gia đình cô được mấy người con? À, ba người con. Bé là thứ mấy cô bé ha? Bé là bé Út á. Trong bé, nhà kêu gái là bé Út trong nhà ha. Là gia đình nhà mình sinh sống ở Thủ Đức thì bé nhà mình có làm công việc gì không? Vì cái đôi tay bé bị yếu cho nên là chỉ ở nhà là ở nhà thôi, chồng ba mẹ không có cho cháu làm việc không gì. Không cho làm gì ha, chỉ ở nhà dọn dẹp được cái gì thì dọn thôi đúng không ạ? Ủa ba mẹ được. Tức là bé vẫn bình thường mọi thứ hết. Vẫn nhận thức, vẫn biết hết đúng không ạ? Dạ đúng. Bé thường thường có hay đi chơi không ạ? Thường bé ở nhà thường không còn có đi ra ngoài. Ở trong nhà với ba mẹ không mà, chứ chơi điện thoại thôi chứ chơi không thoại. Có bạn bè hay giao du bên ngoài thì dạ. Có. Chơi điện thoại chắc chơi nhiều lắm đúng không ạ? Chơi nhiều. Và lần này bỏ đi ngày 21 đấy thì gia đình nhà mình có nghi ngờ đi vì lý do gì không? Vì hồi bé hay lên mạng là quen những cái bạn trên mạng đó, là bạn trai. Thì mới gần đây là bé quen á, là bé nói hồi hôm mới quen cái anh này. Hồi hôm là chiều, ngày chiều 21 là bé đi luôn, đi xin tiền mua, mẹ mua, xin tiền mẹ mua trà sữa uống. Là bé đi á, tới khoảng một tiếng sau chưa thấy về rồi. À, mẹ mới kêu ba là thôi gọi điện cho bé coi sao bé uống trà sữa lâu thế. Thì gọi thì bé nói là con uống trà sữa chút con về. Rồi ba mới gọi thêm một lần nữa là bé khóa máy cho đến hôm nay luôn. Không liên lạc được cả Zalo, cả điện thoại. Tức là mấy ngày rồi là mình không liên lạc được? Từ cái bữa đó đó, từ cái bữa 21 á. Là không liên lạc được luôn ha. Gọi có một cuốc là bé nói là đi uống trà sữa chút về là, là bé tắt máy luôn cho đến nay. Sự việc con nhà mình bỏ đi như vậy thì gia đình nhà cô có trình báo cơ quan chức năng ở Thủ Đức chưa? À, có rồi. Có rồi đúng không ạ? Theo như cô nghĩ rằng con nhà mình
bỏ đi là bị người khác dụ dỗ, đúng không ạ? Và cái mối quan hệ này là chắc chắn là trên mạng xã hội. Con nhà mình có hay chơi TikTok, Facebook, YouTube các kiểu gì không? Có, được, thường điện thoại là nó rành lắm. Rất rành, đúng không ạ? Và như cô, khả năng cô nghi ngờ con gái nhà mình là bị các cái đối tượng trên mạng dụ dỗ, cám dỗ, đúng không ạ? Và lần này con gái nhà mình đi thì thật sự gia đình rất lo lắng ha. Lo lắng á. Trong... Dạ, trong 4 ngày qua gia đình nhà mình đã đi tìm kiếm được ở đâu rồi? Coi như là chỉ biết là đầu tiên thì kiếm cả gia đình bên nội bên ngoại đều không có. Dạ. Rồi mới là qua 24 giờ mới báo công an chức năng. Dạ. Mà cũng tìm không ra, mà chưa có tìm ra, cho nên ba mẹ cũng nghe là mấy cô nói có chú hiệp sĩ Bình Dương á giúp mọi người tìm rất là nhanh nên lên đây nhờ chú. Dạ. Tức là tới thời điểm hiện tại, từ ngày 21 hôm nay 26, tức là 5 ngày chứ không phải là 4 ngày. Dạ, là gia đình mình không có một cái tin tức thông tin manh mối gì hết, đúng không ạ? Dạ, đúng. Thường thường thì con nhà mình khi mà bị cái bệnh ảnh hưởng đấy thì chỉ bị đôi tay thôi, còn mọi thứ đều là bình thường, đúng ha. Đúng, mọi thứ bình thường, vẫn lanh lợi bình thường. Lanh lợi à. Nhưng mà chỉ có cái đôi tay bé hơi yếu thôi. Dạ. Nhưng người ngoài mà nhìn là không biết bé bị bệnh đâu. Nhưng mà ở nhà cha mẹ có la dày gì bé không? Không có la dày, nhất từ lúc mà bé bị bệnh tới nay hết đó là gia đình không ít khi nào la dày đồ với lại quýnh bé gì lắm. Thương nhiều hơn, đúng không? Thương nhiều hơn, cả anh em cha mẹ đều thương. Mà đặc biệt con gái nhà mình, gái út mà không may bị căn bệnh như vậy thì tình cảm cho mẹ dành nhiều hơn ha, cưng chiều nhiều hơn. Dạ. Nhưng tiếc thay là con gái nhà mình do sử dụng điện thoại quá nhiều và chơi các trang mạng xã hội, và khả năng rất là cao rằng con gái nhà mình bị các đối tượng khác cám dỗ, dụ dỗ. Dạ. Đúng không ạ? Xúi dục để bé bỏ nhà đi. Vì bé không liên lạc được cho nên mình cũng sợ người ta tịch thu điện thoại để bé không liên lạc được về nhà. Nên gia đình rất là lo. Bởi vì bé nhà mình không biết được rằng ở bên ngoài xã hội có rất nhiều cạm bẫy chờ sẵn. Ừ. Và lần này con nhà mình đi như vậy thì bản thân gia đình nhà mình rất là lo lắng. Lo ăn ngủ không yên luôn. Không biết được rằng 5 ngày trời qua con nhà mình ở đâu, ăn uống như thế nào, làm gì, có được an toàn hay không? Chứ hồi nào giờ là sống là dựa vô cha mẹ thôi à. Chứ là tay chân nó, cái tay bị yếu vậy á, ba mẹ làm hết mọi việc, không có cho bé làm. Cô có điều nào chia sẻ cái tâm sự nỗi lòng của cô trên cái video này gửi gắm tới con gái của mình không cô? Ừ. Con mời cô. Dạ, Úc ơi, mẹ nè. Mẹ lên chú Nguyễn Hoài giúp mẹ tìm con về. Mẹ nhớ con lắm. Tại vì con không có được bình thường lanh lẹ tay chân như người ta nên mẹ rất lo. Mẹ sợ đó, người ta hại con. Nếu con thương mẹ, con thấy cái video clip này vợ đăng lên thì con sớm về với mẹ. Nếu trong lúc con còn trong vòng an toàn thì con về với ba mẹ không có trách phiền gì con hết. Chỉ mong con về đoàn tụ gia đình thôi. Từ lúc con đi tới giờ mẹ không có ăn uống ngủ nghe gì được hết á. Con thương ba mẹ hay là nếu mà con thấy vui clip này con quay về để đoàn tụ gia đình cho mấy chú đỡ phải cực đi kiếm con. Rất tốt. Dạ thưa quý cô chú anh chị, nếu quý cô chú anh chị có xem video này, có thấy bé như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913 78 58 58 để giúp bé sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại gia đình. Và em rất mong rằng khi cái clip này của tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải khi mà đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội thì rất mong quý cô chú anh chị hãy cùng ủng hộ tất cả các anh em xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để giúp cho bé sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại gia đình. Hiện tại thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải có rất nhiều anh em làm các kênh YouTube để mà giúp người giúp đời. Nên khi quý cô chú anh chị xem thì hãy cùng ủng hộ cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chia sẻ mạnh mẽ cũng như là nhấn nút theo dõi để giúp nhiều mảnh đời bất hạnh cũng như nhiều hoàn cảnh khó khăn. Dạ rồi, thì cái sự việc của cô thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận cô nha. Dạ. Thì con thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc cô nhiều sức khỏe và ăn uống giữ gìn sức khỏe, đừng quá xúc động quá cô nha. Và đặc biệt là một ngày gần nhất con gái nhà mình sẽ quay trở về một cách an toàn nhất cô nha.
Dạ rồi con xin phép chào cô nha.